Hoàng Đức có vượt qua được nghịch cảnh hậu quả bóng vàng? Nguyễn Hoàng Đức, quả bóng vàng Việt Nam 2023 đang phải đối mặt với tình cảnh trớ trêu, mất suất đội tuyển quốc gia kéo dài gần nửa năm qua. Hoàng Đức có vượt qua được nghịch cảnh? Liên tiếp giành hai danh hiệu cá nhân danh giá và đang đứng ở giai đoạn đẹp nhất cuộc đời cầu thủ. Song thì Nguyễn Hoàng Đức, quả bóng vàng của Việt Nam 2023 đang phải đối mặt với tình cảnh trớ trêu, mất suất đội tuyển quốc gia kéo dài gần nửa năm qua. Vấn đề nằm ở đâu? May mắn mỉm cười, tối hôm 19 tháng 2 thì ban tổ chức giải quả bóng vàng Việt Nam đã tiến hành công bố các hạng mục giải thưởng 2023. Trong đó thì quả bóng vàng nam là cuộc đua song mã giữa Nguyễn Hoàng Đức của Thể Công Viettel và Phạm Tuấn Hải của Hà Nội FC. Nhiều nhà chuyên môn nhận định là tiền đạo đang khoác áo đội bóng Hà Nội chiếm ưu thế so với đối thủ đàn anh nhờ dấu ấn rõ nét ở cả đội tuyển quốc gia và cả câu lạc bộ. Tuy nhiên thì danh hiệu của bóng vàng Việt Nam 2023 đã thuộc về tiền vệ đội bóng doanh nghiệp quân đội. Kết quả này được cho là may mắn với Nguyễn Hoàng Đức. Mùa giải 2023 thì anh đóng góp 5 bàn thắng, 5 kiến tạo để đồng đội lập công, đồng thời đưa Thể Công Viettel giành hạng 3 của V-League, Á quân Cúp Quốc gia. Cá nhân tiền vệ này đã giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023. Thế nhưng với đội tuyển quốc gia thì trong năm qua, Hoàng Đức gần như chỉ là con số 0. Tiền vệ quê Hải Dương thậm chí không được ra sân trong trận đấu Philippines và Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 11 năm 2023, cũng như là phải rút khỏi đội tuyển Việt Nam trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2023. Trong khi đó, Phạm Tuấn Hải là gương mặt thi đấu ổn định, tạo được những điểm ấn tượng xuyên suốt năm qua. Tiền đạo sinh năm 1998 này có 6 bàn thắng, 5 kiến tạo, góp công lớn giúp Hà Nội FC đoạt ngôi Á quân của V-League 2023. Ngoài ra, anh ghi được 4 bàn thắng ở vòng bảng AFC Champions League, giúp đội bóng Hà Nội giành được chiến thắng lịch sử trước Wuhan Three Town, hai nhà đương kim vô địch Uruguay Diamond. Ở mùa 2022, Tuấn Hải ghi được 10 bàn thắng tính riêng ở V-League, đứng thứ 2 trong danh sách vua phá lưới và là chân sút nội tốt nhất, cùng với câu lạc bộ Hà Nội giành cú ăn 3 vô địch của V-League, Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia. Đặc biệt thì Tuấn Hải phù hợp với triết lý bóng đá của huấn luyện viên Chu Xê, chơi sông sáo luôn công hiến hết mình nên thường xuyên đá chính trong màu áo của đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, dù là một tiền đạo nhưng cầu thủ này luôn sẵn sàng đảm nhiệm các vai trò khác từ hộ công, tiền vệ chạy cánh, tiền vệ trung tâm. Nếu như ban huấn luyện yêu cầu, anh ghi bàn vào lưới Syria và Palestine, đá chính cả hai trận trước Philippines và Iraq. Tại Asian Cup 2023, Tuấn Hải được Liên đoàn bóng đá châu Á nhận xét là cầu thủ đáng xem nhất của Việt Nam và đóng góp một bàn trong trận ra quân thua Nhật Bản với tỷ số là 2-4. Sau khi giành quả bóng vàng 2023, Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ là chưa tin vào kết quả là sự thật và đã dành lời khen cho Phạm Tuấn Hải. Tôi và Tuấn Hải đều thể hiện được dấu ấn và các bàn thắng đẹp. Ai giành được danh hiệu này thì cũng đều xứng đáng cả. Thật sự tôi vẫn chưa dám tin lần thứ hai giành được danh hiệu cao nhất của giải thưởng. Đây có lẽ là lần đua tranh khó khăn nhất của tôi cho danh hiệu này. Thế nhưng tôi tin là giải thưởng lần này sẽ thúc đẩy chúng tôi cùng hoàn thiện bản thân để cống hiến hơn nữa cho bóng đá nước nhà, Hoàng Đức cho biết. Quả bóng vàng 2023 đang là cái tên ngọt ngào ngoài mong muốn của Nguyễn Hoàng Đức. Dẫu vậy, hiện đại và tương lai của tiền vệ 26 tuổi này không chỉ có màu hồng. Quãng thời gian nửa cuối năm 2023, cầu thủ này đã bị ông thầy người Pháp loại khỏi đội tuyển quốc gia ở những trận đấu, giải đấu quan trọng nhất. Tại cấp câu lạc bộ, Hoàng Đức vẫn đá chính, thế nhưng Thể Công Viettel thi đấu bết bát, hiện đứng thứ 3 từ dưới lên trên bảng xếp hạng của V-League. Trong một tập thể đang xuống dốc, Hoàng Đức chưa thể gồng gánh được đội bóng cũng như là đáp ứng được sự kỳ vọng. Trong trận đấu gần đây nhất, anh bị huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đánh giá là suy giảm thể lực và chịu áp lực cá nhân. Phải chăng đó là hệ quả từ trạng thái tâm lý không tìm được chỗ đứng ở đội tuyển quốc gia? Cách nào để đi qua được dòng bão? Cho đến tận bây giờ thì câu chuyện Nguyễn Hoàng Đức mất suất đội tuyển vẫn chiếm sóng các diễn đàn, truyền thông và cả các chuyên gia. Tiền vệ sinh năm 1998 không chỉ thể hiện vai trò ở số bàn thắng kiến tạo mà cốt lõi nằm ở khả năng triển khai bóng cũng như cầm trịch được lối chơi. Điều này phần nào lý giải cho việc năm 2021 và 2023, tuy là không nổi trội hơn các cầu thủ về danh hiệu cũng như sự ổn định, song Đức vẫn giành được vị trí cao nhất của giải thưởng của bóng vàng. Đó cũng chính là sự ghi nhận, đánh giá của các nhà báo và chuyên gia ở khía cạnh giá trị cá nhân, đẳng cấp ngôi sao mà không cần đến tập thể với thứ hạng cao. 4 năm qua thì Nguyễn Hoàng Đức là mảnh ghép gần như không thể thay thế của Thể Công Viettel, đồng thời nắm giữ được vị trí đầu tàu, ít nhất khu vực giữa sân ở đội tuyển Việt Nam dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc. Hai danh hiệu cá nhân bất cứ cầu thủ nào cũng mong muốn là cầu thủ xuất sắc nhất của V-League và quả bóng vàng 2023 lần lượt thuộc về tiền vệ quê Hải Dương. Ngoài ra, 26 tuổi cũng là thời điểm bắt đầu cho giai đoạn đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam thì đang trong giai đoạn trẻ hóa, Hoàng Đức thì được kỳ vọng trở thành thủ lĩnh, thậm chí sẽ là đội trưởng dẫn dắt thế hệ đàn em.
Những cầu thủ 19 đến 20 tuổi từng bước vươn lên trên con đường đi với những mục tiêu cao hơn và xa hơn. Vậy mà tiền vệ sinh năm 98 lại đang đứng trước hành trình đầy giông bão mà chưa biết có tìm được lối thoát hay là không. Bởi vị trí của anh ở đội tuyển dưới thời ông Chusie từ chỗ được trao cơ hội lung lay đến giờ mặt trắng đã kéo dài nhiều tháng qua. Trải qua nhiều chiến dịch quan trọng như là vòng loại World Cup 2026 và vòng bảng Asian Cup 2023. Huấn luyện viên Chusie, người từng kinh qua nhiều đội bóng lớn và được xếp tầm World Cup thì công khai lên tiếng rằng ông không dùng Hoàng Đức bởi vì anh chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, trong khi tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam thì đang ổn định. Điều này khó hiểu ở chỗ là một cầu thủ tài năng như Hoàng Đức, dặn dày kinh nghiệm tại sao lại không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn cụ thể của ông thầy người Pháp ở một tập thể mà anh xứng đáng để đủ điều kiện trở thành cánh chim đầu đàn. Vấn đề phải chăng nằm ở thái độ, bởi theo nhà cầm quân người Pháp thì xét về mặt cá nhân, Hoàng Đức mới là cầu thủ chất lượng, có khả năng tạo đột biến nhưng chưa thể hiện được tốt những phẩm chất đó trong tập thể. Rất có thể đã xảy ra sự va chạm về mặt ý thức giữa hai cá nhân trong một tập thể khi họ không tìm được tiếng nói chung về quan điểm, hay có thể là sự tổn thương nào đó xảy ra chưa kịp lành. Thực tế thì chiến lược gia người Pháp đã hành động đúng như là ông tuyên bố, ngôi sao của đội bóng là tập thể thống nhất, không có bất cứ sự ưu ái nào, dù cầu thủ đó có thể là công thân. Tiêu chí tuyển chọn cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam là phong độ và khát vọng phù hợp với triết lý của huấn luyện viên. Nguyễn Hoàng Đức cũng không phải là ngoại lệ, thế mới xảy ra câu chuyện là tiền vệ này được đẩy lên đá tiền đạo trong loạt trận giao hữu tháng 10 2023 gặp Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Đội hình thử nghiệm với Hoàng Đức đã cao nhất đã thua tổng cộng là 8 bàn và không ghi nổi một bàn nào. Sau loạt trận vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 11 năm ngoái, trả lời với Hoàng Đức, ông Chusie cho biết: "Mục tiêu của tôi không phải là dùng nhiều cầu thủ trẻ hơn nhóm lớn tuổi mà phải sàng lọc để chọn ra 11 cầu thủ thi đấu trên sân gắn kết sao cho hợp lý nhất." Trình độ của cầu thủ Việt Nam thì chưa cao bởi nhiều yếu tố như là giải quốc nội chưa tốt, sân bãi chưa ổn, không có cầu thủ nào đá ở nước ngoài. Muốn giành kết quả cao ở giải châu lục cần phải tổ chức tốt hơn, đặc biệt là tổ chức phòng ngự không bóng. Hoàng Đức chưa đáp ứng được, cậu ấy cần phải đóng góp nhiều hơn cho tập thể. Mong Hoàng Đức biết là tôi chỉ muốn thúc đẩy cậu ấy nhiều hơn. Vào thời điểm cuối năm 2023, Hoàng Đức thừa nhận cũng từng có mối quan hệ không tốt với huấn luyện viên Chusie liên quan đến vấn đề chuyên môn và vị trí thi đấu. Sở trường của anh là tiền vệ nhưng nhà cầm quân người Pháp lại bố trí đá tiền đạo, điều này dẫn đến khúc mắc giữa đôi bên. Tôi đã trao đổi rằng vị trí thi đấu mà ông Chusie sắp xếp chưa phù hợp với cá nhân tôi, hoặc có thể là tôi cảm thấy rất mới mẻ và chưa đáp ứng được yêu cầu mà ban huấn luyện đặt ra. Cầu thủ nào thì cũng đều có một vị trí sở trường và sẽ phát huy được tối đa khi chơi vị trí đó. Là tiền vệ, đương nhiên là tôi có thiên hướng tấn công và thích lối chơi tấn công hơn, Hoàng Đức cho biết. Một số nhà chuyên môn thì cho rằng là đằng sau quyết định không cho Hoàng Đức đá chính có thể là bài khích tướng của ông Chusie dành cho các học trò. Vấn đề mấu chốt là cầu bóng vàng Việt Nam 2023 đón nhận nó như thế nào. Nhưng một số huấn luyện viên thì nêu quan điểm là chiến lược gia người Pháp có vấn đề trong cách dùng người, không thể lấy được lý do không phù hợp chuyên môn để loại một cầu thủ tài năng như Hoàng Đức của bóng đá Việt Nam. Quyết định dù chỉ là thử nghiệm đưa cầu thủ tiền vệ này lên đá tiền đạo bằng cách nào chơi khó nhau ở những bước đường cùng. Nếu như xác định đội tuyển quốc gia là tập hợp của những cầu thủ tốt nhất, Hoàng Đức xứng đáng có chỗ đứng và không đáng bị đối xử như vậy. Mặc dù vậy thì việc huấn luyện viên Chusie loại Hoàng Đức có thể coi là bước đi mà ông thầy cần thiết trong quản lý và điều hành đội bóng. Bóng đá thế giới thì đã chứng kiến nhiều huấn luyện viên bằng những cách khác nhau để tìm ra được phương án dẹp loạn phòng thay đồ. Nằm ở đâu trong những cầu thủ cá tính và thích nổi loạn, ngay cả những siêu sao như là Messi hay là Ronaldo thì cũng có thời điểm không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên trưởng. Rõ ràng thì chiến lược gia người Pháp công khai mong muốn Hoàng Đức thay đổi phù hợp với lối chơi, con người mới và đòi hỏi của chính ông trong cương vị là thuyền trưởng. Hoàng Đức thì chưa đạt được đến tầm siêu sao hay là vươn tầm trong khu vực. Anh còn nhiều hạn chế mà theo như quan điểm của ông Chusie, điều đó sẽ cần phải chấm dứt hoặc là không có sự ưu ái nếu như anh không nỗ lực thay đổi. Thế nên, Hoàng Đức cần phải thay đổi để lấy lại được vị trí ở đội tuyển Việt Nam, xứng đáng với sự kỳ vọng ít nhất cũng từ những người đã bỏ phiếu cho anh trong chiến thắng ở cuộc đua tại quả bóng vàng 2023. Tháng 3 tới đây thì đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào hai trận cầu sinh tử với Indonesia ở vòng loại World Cup 2026. Đội tuyển sẽ cần Hoàng Đức với trạng thái tốt nhất. Huấn luyện viên Chusie thì cũng cần những cầu thủ chất lượng, đơn cử như là mẫu cầu thủ nhãn quan chiến thuật và giỏi điều tiết thế trận như là Hoàng Đức. Cả hai hãy hành xử như những người đàn ông cao thượng. Huấn luyện viên của Hàn Quốc Park Ji-won từng làm phó tướng cho ông Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam cho rằng sẽ cần phải tôn trọng các quyết định dùng người của huấn luyện viên và không quên nhắn nhủ các tuyển thủ Việt Nam cần phải ứng xử đúng mực. Đội tuyển quốc gia là nơi hội tụ của những cầu thủ giỏi nhất. Thế nên nếu như một cầu thủ gặp vấn đề về khả năng đáp ứng yêu cầu mà huấn luyện đề ra thì có thể bị loại và thay thế bằng cầu thủ khác. Vấn đề chuyên môn ở đội tuyển thì rất khác cấp câu lạc bộ. Hoàng Đức là một cầu thủ giỏi,
Tuy nhiên nếu như cậu ấy đi chệch hướng quan điểm chiến thuật của huấn luyện viên trưởng và thiếu đi khả năng chấp hành đấu pháp, huấn luyện viên sẽ không dễ dàng để trao cơ hội cho anh. Cần phải lưu ý rằng Hoàng Đức đã được trao nhiều cơ hội, ông Bear Zewa nói.